Hokage Chima Vương Tiến Hóa Luận Yêu Nhiêu Huyết Hoa Xuyên Việt Thiếu Niên Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Âm nhẫn thôn, một gian âm lạnh yên tĩnh bên trong gian phòng, một cái thoạt nhìn bất quá 15, 16 tuổi thiếu niên, dựa vào trong góc phòng, hai mắt không giúp khởi sướng ngây người nếu như tỉ mỉ quan sát, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, thiếu niên tóc lại là màu trà, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thiếu niên nửa bên mặt lỗ, đều che phủ một tầng đông nghịt xốc sách văn lộ. Phẳng phất như là quái vật lân giáp, cái kia rắc rối phức tạp văn lộ khiến người ta mọc lên một loại không có từ trước đến nay hàn ý cùng chán ghét thiếu niên nâng lên chính mình tay trái, ánh mắt đờ đẫn nhìn con kia tinh tế bàn tay thon dài, cặp kia đen như mực con ngươi nổi lên điểm một cái quang thải ta tới đến cái này trên thế giới đến tột cùng là vì cái gì? thiếu niên cái kia hơi vài phần khàn giọng lại tràn đầy thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn tại trống trải căn phòng bên trong thật lâu không có tán đi phảng phất đến từ cửu u địa ngục câu hồn khốc khiến người ta bắt đầu sinh ra một loại cùng thiếu niên một dạng tuyệt vọng. Lẳng lặng, một nước mắt từ thiếu niên khuôn mặt xẹt qua tích đáp một tiếng, nhẹ nhàng, rơi vào lãnh băng băng trên sàn nhà, đã ươn ướt một mảnh bụi bậm. Thiếu niên tên gọi là Ken Shimuzu, vốn là âm nhẫn thôn phụ cận một cái nước nhỏ quý tộc, sau lại cái này quốc gia bị âm nhẫn thôn phát động tập kích mà hủy diệt, mà khi đó tuổi gần 10 tuổi chính hắn, thì bị nhanh chóng khuếch trương âm nhẫn thôn hấp thu, trở thành âm nhẫn thôn một cái ninja. Mặc dù nói là ninja, cũng không như nói là vật thí nghiệm mà thích hợp nhiều, năm năm này trong thời gian, hắn quá không phải của mình một dạng sinh hoạt mà hắn trên gương mặt văn lộ. Cũng là bởi vì thực nghiệm thất bại mà lưu lại tới năm năm qua, hắn vẫn không quên mất, không quên mất cha mẹ chết thảm, không quên mất chính mình bởi vì thực nghiệm mà in dấu xuống thương tích, bất luận là thân thể, vẫn là tâm lý. Hắn đều vô cùng thống khổ, thậm chí muốn đi qua chết, bởi vì hắn không phải tinh tường, chính mình giá trị tồn tại rốt cuộc là cái gì. Ken Shimuzu cực kỳ sợ hãi an tĩnh lại, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn sinh hoạt địa phương, lại suốt ngày cùng yên tĩnh giống như chết làm bạn cho nên, Ken Shimuzu cảm giác mình giống như là cái xác không hồn giống nhau, nội tâm thế giới tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương, dường như ngay cả hô hấp đều dị thường gian nan giống nhau. Hai mắt dần dần khép lại, không có từ trước đến nay uể oải để Ken Shimuzu nảy sinh buồn ngủ, dường như như vậy miên man suy nghĩ xuống phía dưới, thực sự mệt chết đi. Trịnh Hạo mờ mịt nhìn trước mắt đã tiến nhập mộng đẹp thiếu niên, hắn có chút không biết làm sao, nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Mà trước mắt cái mặt này trên có cổ quái con dấu thiếu niên đến tột cùng là người nào. Chỉ thấy trịnh hạo toàn thân phủ phiếm, giống như quỷ mị một dạng, nhìn thấu, mò xuyên hắn, nếu như Ken Shimuzu tỉnh lại, chứng kiến trước người của mình, lại có như vậy sợ tủng một màn. Nhất định sẽ sợ đến bất tỉnh đi. Không sai. Trịnh Hạo chính là một cái linh hồn thể, thay lời khác mà nói, hắn chính là một cái cô hồn dã quỷ, một cái lộng không phải rõ ràng bản thân tại sao phải xuất hiện tại cái này bên trong quỷ hồ đồ. Trịnh Hạo sinh tiền là thế kỷ 21 sinh viên, trong ngày thường cũng là một cái triệt đầu triệt đuôi mọt game, nhưng bởi vì ở nhà mình tắm vòi sen thời điểm, máy nước nóng giò điện. Mà không giải thích được chết mà càng thêm không giải thích được là, hắn lấy linh hồn thân thể đang đi ra ra môn cái kia phút chốc, cư nhiên quát tới một hồi phi thường mãnh liệt gió mạnh. Lập tức đưa hắn cái kia phảng phất như là lông ngỗng nhẹ bay nặng nhẹ linh hồn thổi rời ra phá nát. Mà chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã tới lúc này cái này thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là hay là xuyên việt sao trịnh hạo sắp xếp ý nghĩ một chút trong đầu đột nhiên tóe ra một cái danh từ chính là ở kiếp trước tiểu thuyết một cái đứng đầu đề tài đó chính là xuyên việt trịnh hạo nhìn bên trong căn phòng bài biện một chương phi thường xưa cũ bản gỗ hơi vài phần màu nâu đậm tường còn có dưới chân loại này lại tựa như chiếu chăn đệm mọi thứ trong phòng đều cùng trịnh hạo phía trước thế giới chỉ tốt ở bề ngoài có loại mặc dù quen thuộc thêm xa lạ cảm giác đây càng thêm để trịnh hạo nhất kiện sự tình đó chính là hắn thực sự giống như đã từng thấy qua những cái này tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau xuyên việt đến rồi một cái khác thế giới trịnh hạo cảm giác lòng của mình tình cực kỳ phức tạp có chút bất đắc dĩ có chút mừng rỡ càng nhiều hơn chính là hưng phấn bởi vì hắn biết tử vong cũng không phải kết thúc mà là một lần khác mạo hiểm bắt đầu. Nhìn trước mắt ngủ say thiếu niên, nghe cái kia đều đặn tiếng hít thở, Trịnh Hạo nhịn không được quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Làm Trịnh Hạo giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau đem thiếu niên từ đầu tới cuối sau khi xem, tính ra một cái kết luận. Đó chính là thiếu niên trên mặt nếu như không có cái kia khó coi hắc sắc văn lộ nói, nhất định là một tuấn tú tới cực điểm boy over flower bởi vì thiếu niên từ con mắt đến miệng ba, đều làm cho một loại phi thường nhu cảm giác, loại cảm giác này cùng góc cạnh rõ ràng dương cương không giống với, mà là gần như nữ tính hóa một loại ôn nhu. Không khỏi làm người thưởng tâm duyệt nhãn. Trịnh hạo trong lúc rãnh rỗi, hắn vô cùng hiếu kỳ trên mặt thiếu niên văn lộ, đến tột cùng là cái gì? Là hình xăm, vẫn là bớt thử dùng tay của mình lại chạm đến thiếu niên mặt mũi nếu như đặt tại hắn còn sống thời điểm hắn xác định vững chắc sẽ nghi vấn mình là có phải có cái gì bất lương khuynh hướng mà bây giờ hắn là linh hồn thể có thể cái gì sự tình đều không kiêng nể gì cả đang ở trịnh hạo tay tiếp xúc thiếu niên mặt lỗ cái kia phút chốc trên mặt thiếu niên hắc sắc văn lộ như như thủy triều sôi trào mãnh liệt hắc sắc u quang nhất thời chiếu sáng cả phòng kèm theo chói mắt hắc quang, một cỗ Uzumaki một dạng lực hấp dẫn sạch sành xanh, xanh mà sống. Lúc này, trịnh hạo cảm giác được mạnh mẽ cự lực ở lôi kéo thân thể hắn, để hắn vô lực từ Uzumaki bên trong tránh thoát được. Màu đen văn lộ giống như là nòng nọc giống nhau, không ngừng ở thiếu niên trên mặt chung quanh tán loạn, cái kia kinh người lực hấp dẫn đem trịnh hạo toàn bộ linh hồn trở nên dữ tợn, vặn vẹo nguyên bản rõ ràng hình tượng, trở nên không chân thiết đứng lên. Một giây kế tiếp, hắc quang tụ lại, trịnh hạo biến hóa làm vô số quang điểm, như phần tử một dạng, bị hút vào thiếu niên cái kia yếu đuối trong thân thể. Đại mộng mới tỉnh người nào người sớm giác ngộ, giống như chết yên tĩnh bên trong gian phòng, không có ánh mặt trời chiếu xạ không có đẹp mắt trang sức phẩm, có chỉ là một năm ở nơi đó ngủ say thiếu niên sương mù trong lúc đó, thiếu niên tự hồ làm cái gì ác mộng, cả người lạnh run, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, cái kia nguyên bản đều đặn tiếng hít thở nhất thời làm rối loạn nhịp điệu. Trở nên rồn rập, ghê tởm, màn, thiếu niên chợt mở hai mắt ra, cả người dường như xác chết vùng dậy giống nhau, ngồi dậy. Trên trán dưới, hiện đầy đầm đìa mồ hôi, cặp kia con ngươi sáng ngời, lóe ra tinh quang nhàn nhạt. Thiếu niên lặng lặng ngồi ở chỗ kia, tiếng thở dốc dần dần hòa hoãn lại, dường như mới lấy lại tinh thần, thiếu niên con mắt đối trước mắt cảnh tượng bắt đầu từng cái đảo qua. Thì ra đây là thật. Thiếu niên lấy tay biến mất khoái tích vào con mắt bên trong mồ hôi, biểu tình biến hóa, lẩm bẩm nói. Chầm mặc khoảng khắc bên trong gian phòng lần nữa khôi phục an tĩnh, thiếu niên một người dựa vào trên vách tường, tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì, lâm vào suy nghĩ ở giữa. Từ hôm nay lên, ta không còn là Trịnh Hạo, tên ta là Ken Shimuzu." Thiếu niên ngưng trọng thanh âm đàm thoại, ở bên trong phòng đột ngột vang lên, có thể thấy rõ ràng thiếu niên đang nói chuyện đồng thời, cặp kia ánh mắt ánh mắt lần nữa sáng vài phần. "Không sai, thiếu niên ở trước mắt đã không còn là ý nghĩa thực tế ở trên Ken Shimuzu, mà là bị Trịnh Hạo linh hồn hoàn toàn thôn phệ, chiếm cư thân thể Ken Shimuzu." Giờ này khắc này, Ken Shimuzu chính là Trịnh Hạo, Trịnh Hạo chính là Ken Shimuzu, hai người đã hợp hai thành một. Ken Shimuzu từ tại chỗ đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn phía bên ngoài cửa sổ bị giấy trắng ngăn trở thế giới, nhẹ nhàng thở hắt ra. Ta sẽ chứng minh ngươi, ta, giá trị tồn tại Nói đến đây, Ken Shimuzu hai tay của chợt đem trên cửa sổ dán lên giấy trắng xé bỏ, nhất thời ánh mặt trời từ cửa sổ phóng tiến đến, đem Ken Shimuzu tấm kia mặt mũi, lắc thành ánh vàng rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, Ken Shimuzu nhìn ngoài cửa sổ thế giới, khóe miệng khẽ nhách, nụ cười nhạt nhòa. Hokage Chima vương tiến hóa luận yêu nhiêu huyết hoa Yakushi Kabuto. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Chương 2 Ken Shimuzu một đêm chưa ngủ, tại nơi chương có chút phát cứng rắn trên giường gỗ chằn chọc nghĩ lại, trong đầu đều là đối với cái này thế giới ước mơ, cùng với đối với tương lai quy hoạch. Đi qua Ken Shimuzu chỉ nhớ lúc trước hiểu được cái này thế giới cùng địa cầu, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, cái này thế giới này đây ninja vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Miễn là của người nào thực lực quá mạnh thì có tư cách nói ninja thôn, nhẫn thuật. Cái này từng cái quen thuộc danh từ để Ken Shimuzu có chút mờ mịt thất thố, thì ra hắn xuyên Việt thế giới, dĩ nhiên là chính mình sinh tiền dễ bán một bộ anime. Ngoại trừ cười khổ cũng chỉ còn lại có cười khổ. Ken Shimuzu mặc dù đối với Hokage Ninja cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là chỉ là nhìn một bộ phận, thô sơ giản lược biết một ít kịch tình cùng nhân vật, nhưng là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tự có một ngày, thế mà lại không giải thích được đi tới nơi này cái vốn không nên tồn tại ho lâu huyễn thế giới. Càng thêm để Ken Shimuzu cảm giác một chút bất đắc dĩ là chính mình xuyên Việt tới phát hiện, chẳng những không có hảo xuất thân bối cảnh, nhưng lại không phải chủ yếu kịch tình vây quanh Konoha thôn. Lại là hắn không nghĩ nhất đối mặt từ cái kia tam nhẫn chi nhất Orochimaru thống trị âm nhẫn thôn. Nói đến âm nhẫn thôn, Ken Shimuzu không có nửa điểm ấn tượng tốt, chẳng những là bởi vì hắn đã sớm quen thuộc liên quan tới âm nhẫn thôn kịch tình, càng trọng yếu hơn chính là Ken Shimuzu qua nhiều năm như vậy bị không phải của mình thực nghiệm, cùng với mặt kia bên trên xóa đi không hết xấu xí văn lộ. Suy nghĩ suốt cả một buổi tối, Ken Shimuzu mặc dù không rõ ràng bản thân con đường sau này như thế nào, có hay không có thể ở nơi này thế giới đặt chân thế nhưng có một chút so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch đó chính là muốn ở nơi này nhược nhục cường thực địa phương sống sót tự trở nên mạnh hơn dùng quả đấm để chứng minh chính mình cũng không phải mặc người chém giết cứu con muốn ở trở thành Hokage thế giới cường giả liền muốn học được nhẫn thuật vì vậy Ken Shimuzu phi thường phiền não chính là hắn không có hảo xuất thân cũng không có hảo nội tình có chỉ là một thực nghiệm thất bại thân thể Ken Shimuzu không ngừng suy tư, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cho chính mình tại trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh tăng thực lực lên. Đáng tiếc, coi như hắn nhớ vỡ đầu, cũng không còn nghĩ ra cái nguyên cớ, bởi vì hắn thật sự là tình cảnh thương cảm, một điểm tư bản cũng không có. Dù cho hắn nhớ muốn học tập ly, liều mạng đúc luyện thể thuật, cũng đã không có khả năng. Bởi vì phải biết, ly là từ nhỏ mà bắt đầu đánh hạ nội tình, mà hắn tuy nói không tính là già, nhưng vô luận là xương cốt, vẫn là trên thời gian, đều không được phép hắn tuyển trạch tu luyện thể thuật cái này đường ra. Trời không tuyệt đường người, Ken Shimuzu ở trong lòng an ủi mình, hắn tin tưởng, cho dù là cái phế vật, cũng có chính mình giá trị tồn tại, huống hắn là một chỗ địa đạo đạo xuyên Việt giả, cho dù giàu dí, cũng không nên sẽ rơi vào cái thảm đạm hạ trang nhìn phía bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, Ken Shimuzu cái kia nguyên bản âm úc tâm tình, nhất thời chuyển tốt rất nhiều. Từ trên giường ngồi xuống, Ken Shimuzu mở rộng gân cốt một chút, lẩm bẩm nói. Mới một ngày bắt đầu rồi. Nói đến đây, Ken Shimuzu đi xuống giường, chỉnh sửa một chút đệm chăn, sau đó bắt đầu rồi tắm Toshiko đang ở Ken Simuju mới vừa giặt xong tóc, chờ đợi sợi tóc bị thổi khô thời điểm, đùng, 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 vài cái tiếng đập cửa, vang lên ở bên tai. Ken Simuju lông mi hơi nhíu, trong lòng nghi ngờ. Dựa theo chính mình chỉ nhớ lúc trước, theo lý thuyết hẳn không có người phản ứng ta đây cái không người hỏi thăm tiểu nhân vật à, thu hồi nghi hoặc Ken Simuju đáp lại một tiếng. Vào chỉ thấy một người mặc tử y đầu thắt âm nhẫn thôn hộ ngạch mang theo một bộ to khung kính mắt thoạt nhìn tư tư văn văn yêu nhã nam tử chậm rãi đẩy cửa phòng ra khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt dạo chơi đi đến nhìn người tới bộ dạng về sau ken shimuzu trong đầu trước tiên hiện lên một cái hokage ninja ở giữa phi thường kiệt tác nhân vật nhân vật đó chính là vô luận âm mưu vẫn là tâm kế cũng không kém hơn orochimaru yakushi kabuto đi qua hokage ninja kịch tình ken shimuzu biết rõ yakushi kabuto là như thế nào một người ẩn nhẫn âm trầm tinh vu tính kế dường như có thể cùng người này liên lụy đến cùng nhau danh từ hầu như đều là mặt trái nói hắn là một cái không hơn không kém nhân vật phản diện không có chút nào quá đáng cho nên, làm Ken Shimuzu nhìn thấy Yakushi Kabuto về sau, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng không có từ trước đến nay Phạm bắt đầu tiếp xúc đến. Không khỏi nghi hoặc người này đột nhiên tìm tới cửa, đến tột cùng là làm cái gì? Phải biết, Ken Shimuzu loại lũ tiểu nhân này vật với hắn nhưng là nửa điểm giao tình đều chưa nói tới, hơn nữa một dạng tình tình huống bên dưới. Có người tới cửa tới tìm hắn tỷ lệ có thể nói là ít lại càng ít hắn ở trong thôn này mặt vẫn phẫn diễn cái loại này không có tiếng tăm gì, cho dù chết, đều hiếm ai biết nhân vật. Ở Ken Shimuzu si đoán Yakushi Kabuto tới tìm hắn đến tột cùng là mục đích gì thời điểm, người sau xuyên thấu qua lau đến khi sạch sẽ sáng ngời kính mắt mảnh nhỏ, hơi nheo cặp mắt lại, đánh giá hắn. trầm mặc khoảng khắc, rốt cuộc Yakushi Kabuto phá vỡ không khí ngột ngạt phân, mở miệng nói ra theo ta đi orochimaru đại nhân có chuyện tìm ngươi orochimaru nghe được cái tên này ken shimuzu đầu tiên là sững sờ tiếp lấy sắc mặt trở nên khó coi hắn vạn lần không ngờ cái này đi tới hokage thế giới về sau hắn nằm mơ cũng không muốn đi đối mặt nam nhân thế mà lại tại hắn mới vừa xuyên việt đệ một ngày liền tìm tới hắn không thể phủ nhận yakushi kabuto sát ngôn quan sắc năng lực mạnh phi thường hắn đem ken shimuzu trước sau biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt khóe miệng lướt qua một bất danh ý vị nụ cười làm cho không người nào có thể nhìn thấu người này đến cùng suy nghĩ cái gì cho dù ken shimuzu từ tâm lý không muốn đi đối mặt orochimaru tên biến thái này nam nhân thế nhưng hiện thực lại bức bách hắn không đi không được một lần bởi vì hắn vốn có thực lực cường đại phía trước là vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội cái này kinh khủng nam nhân khiêm tốn đã trở về hy vọng mọi người quên sặc sỡ máu tung tóe đi qua đi quyển sách này chuẩn bị tồn cảo cam đoan kéo dài cập nhật trạng thái hokage chima vương tiến hóa luận yêu nhiêu huyết hoa mê chú ấn nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chương 3 ẩm ướt hẹp dài hành lang bên trong, hoàng hôn ngọn đèn chập chờn âm xâm xâm khủng bố dường như tràn ngập tại không khí từng cái phần từ bên trong, khiến người ta có chút hít thở không thông kiềm nén. Cái kia cấu thành hành lang tường trên phiến đá, khắc lấy một vài bức phẳng phất cố sự một dạng bích họa, cũng là thượng cổ truyền lưu một đoạn thần thoại, liên quan tới một cái dũng sĩ. Dùng một bả thần kiếm, chém giết một con rắn lớn tám đầu cố sự chính là những thứ này trên bích họa mặt rất sống động, thoạt nhìn rợn cả tóc gáy tám đầu xa quái, khiến người ta ở quét cặp mắt của bọn nó lúc cũng không khỏi tê cả da đầu, phát lên cả người nổi da gà. phảng phất thực sự bị quỷ quái theo dõi. Đi theo Yakushi Kabuto cái kia sân vắng tản bộ một dạng thân ảnh hậu mặt Ken Shimuzu cùng nhau đi tới, liền giống như bước chân vào một cái khác thế giới giống nhau cảm giác mình trên người đó cũng không đơn bạc y phục lại không cách nào che đở một loạt hàn ý yakushi kabuto cũng không nói chỉ là hết một cái truyền lời người nghĩa vụ ở phía trước cho ken shimuzu dẫn đường cứ như vậy hai người không rên một tiếng đều lựa chọn trầm mặc chỉ là một trước một sau hướng cuối hành lang chậm rãi đi tới xem cùng với chính mình trước mặt yakushi kabuto ken shimuzu vừa đi đường một bên đang nghĩ orochimaru không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hoán chính mình giống như hắn như vậy cái gì cũng sai tiểu nhân vật ở âm nhẫn thôn vừa nắm một bó to cho nên nói trên người hắn vẫn có đáng giá orochimaru coi trọng địa phương đúng lúc này một mực yên lặng ở phía trước dẫn đường yakushi kabuto đột nhiên dừng bước để theo sát phía sau ken shimuzu kém chút đánh vào trên người hắn người nhất định đang suy tư orochimaru đại nhân tìm ngươi đến tột cùng là vì làm cái gì chứ yakushi kabuto cái kia hơi mấy phần âm trầm cùng tự tin thanh âm ở an tĩnh trong hành lang quanh quẩn Ken shimuzu kinh ngạc nhìn yakushi kabuto bóng lưng người sau từ từ xoay người lại để ken shimuzu thấy rõ ràng yakushi kabuto tấm kia treo chiêu bài thức mỉm cười vô hại mặt mũi người nghĩ nói cái gì ken shimuzu bình tĩnh một cái tâm tính dò xét tính tần hỏi yakushi kabuto lấy tay đẩy một cái trên sống mũi gọng kính mặt kiếng ở tia sáng làm nổi bật dưới chiết xạ dạ ra lấp lánh quang thải hắn mỉm cười nói ra Ta chỉ là muốn kết giao ngươi người bạn này." Hử, Ken Shimuzu khó tin nhìn Yakushi Kabuto, không phải Minh Bạch hắn bên trong hồ lô muốn làm cái gì, chính mình với hắn mà nói, chẳng lẽ còn có cái gì giá trị lợi dụng hay sao? Yakushi Kabuto vẫn duy trì phảng phất thân sĩ một dạng mỉm cười, tiếp tục nói: "Ngươi còn không có cảm giác kỳ quái sao?" như ngươi loại này thí nghiệm hàng thất bại, lại còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, hơn nữa có thể tự do xuất nhập, không cảm thấy kỳ quái sao. Nghe Yakushi Kabuto vừa nói như thế, Ken Shimuzu theo bản năng sờ sờ chính mình nửa bên mặt ở trên hắc sắc văn lộ, hắn ngược lại là thật cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng không có đuổi theo hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn biết Yakushi Kabuto sẽ còn tiếp tục nói rằng văn nguyên nhân chỉ có một người đối với orochimaru đại nhân mà nói cùng những cái khác thực nghiệm hàng thất bại không giống với yakushi kabuto dừng một chút nói tiếp ở trên thân thể ngươi phát sinh nhất kiện rất vi diệu sự tình ken shimuzu ánh mắt lóe lên biểu hiện trên mặt biến hóa hắn biết yakushi kabuto sau đó phải nói trọng yếu địa phương yakushi kabuto cười cười trầm giọng nói ra Ahat Orochimaru đại nhân cũng không có nghĩ đến, liên quan tới, chú ấn, thực nghiệm sau khi thất bại, thế mà lại ở trên thân thể ngươi sinh ra không giống tầm thường nào đó dị biến, đó là cái gì? Ken Shimuzu cảm giác cổ họng có chút phát khô, tim đập lập tức mất đi vốn là nhịp điệu. Yakushi Kabuto chậm rãi nói, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường đến tột cùng là cái gì thế nhưng ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi biết ở trên thân thể ngươi phát ra sinh dị biến đối với orochimaru đại nhân mà nói vô cùng trọng yếu bởi vì đó là một loại siêu thoát rồi khái niệm hoàn toàn mới chú ấn ken shimuzu nỗ lực giả trang ra một bộ rất bình tĩnh bộ dạng cười nói Nói cách khác, Orochimaru đại nhân tìm ta, là vì nghiên cứu trên người ta loại này chú ấn rồi, Yakushi Kabuto gật đầu, khóe miệng như trước treo phần kia thoạt nhìn dối trá mười phần mỉm cười. Nói cho ta biết những thứ này, cũng không chỉ là vì kết giao bằng hữu đơn giản như vậy chứ, Ken Shimuzu nhìn thẳng Yakushi Kabuto con mắt, ngưng tiếng hỏi. Yakushi Kabuto từ chối cho ý kiến cười cười, nhã nhặn mặt mũi hiện lên một phần lo lắng hát mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, miễn là ngươi biết một điểm, đó chính là luôn luôn một ngày ta sẽ dùng đến ngươi, như vậy đủ rồi. Ken Shimuzu không cách nào xem thấu Yakushi Kabuto nội tâm ý tưởng, hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, nam nhân trước mắt có bao nhiêu dối trá cùng âm hiểm, cũng là một cái so với Orochimaru càng giỏi về tính toán tồn tại dĩ nhiên tại vô hình bên trong để người này kiềm chế hẹp dài hành lang dường như không có phần cuối một dạng ken shimuzu như trước đi theo yakushi kabuto phía sau bất quá hắn bước chân nhưng so với phía trước trầm trọng rất nhiều không có quá dài thời gian kết thúc dài dòng bước đi hai người tới cuối hành lang đứng ở một cánh thoạt nhìn thì dường như quỷ môn quan một dạng cánh cổng kim loại trước Ken Shimuzu phát hiện, cánh cửa này mặt trên, ngoại trừ đốm vàng dỉ xét ở ngoài, dĩ nhiên tại môn diêm địa phương, cư nhiên động lại vài miếng huyết cấu. Nhìn đến đây, Ken Shimuzu cảm giác được phần lưng của mình, siêu, siêu, mạo hiểm gió mát, trên trán thấy mồ hôi. Yakushi Kabuto đi lên trước, giơ tay lên nhẹ nhàng chụp chụp đại môn phía trên thiết hoàn, nhất thời phát sinh, keng, 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 kim loại đánh ở chung với nhau thanh âm chốc lát an tĩnh ken shimuzu nhìn trước mắt đại môn có chút xuất thần tâm lý thẩm nghĩ một cái yakushi kabuto đều khó như vậy ứng phó xem ra orochimaru loại này biến thái thì càng thêm khó ứng đối lúc này nguyên bản cửa lớn đóng chặt đột nhiên phát sinh hắt xì âm thanh như a trên mặt đất ma sát một dạng ở an tĩnh như thế thời điểm vang lên có vẻ vô cùng chói tai quyển sách này lộ tuyến là tiến hành theo chất lượng viết quyển sách này là vì bù đắp trong lòng ta tiếc nuối hokage chi tê liệt là ta trong cuộc đời cuốn thứ nhất xong xuôi tiểu thuyết nhưng bởi vì dính đến huyết tinh bạo lực cùng với sắc sao tình mà bị hoa hai hy vọng mọi người hỗ trợ tuyên truyền một cái để quyển sách này có thể đứng đứng lên hokage chi ma vương tiến hóa luận yêu nhiêu huyết hoa orochimaru thực nghiệm Nghe chọn bộ tại mê audio com Kèm theo đại môn rộng mở thanh âm, Ken Shimuzu cảm giác được buồng tim của mình lập tức dường như treo trên bầu trời giống nhau, có chút táo bạo. Đó là một đôi màu nâu đậm, như trên cửa chính khắc xà quái một dạng con mắt, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn lãnh, phẳng phất từng cây một sắc bén châm, đau nhói Ken Shimuzu hai mắt. Đó là một trương thương bạch mặt mũi, như tờ giấy, sâm bạch đáng sợ gương mặt này này đôi con mắt ở nơi này phút chốc liền giống như là mộng cổ giống nhau sâu đậm in vào ken shimuzu trong đầu của mặt không biết khi nào lên một thân ảnh đứng ở ken shimuzu cùng yakushi kabuto trước mặt người đàn ông này chính là orochimaru Ken Shimuzu nhìn trước mắt cái này phảng phất là từ địa ngục đi tới nam nhân, không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ sợ hãi, loại cảm giác này giống như là ở thâm sơn trong rừng rậm. Bị một con mãnh thú nhìn thẳng giống nhau, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Orochimaru nở nụ cười, cười đến vô cùng âm lãnh, để Ken Shimuzu không thể không bắt hắn cùng Yakushi Kabuto tương đối một cái, lại phát hiện Yakushi Kabuto giống như là hỏa dược mà orochimaru cũng là lựu đạn kabuto người có thể đi về từ orochimaru trong miệng truyền ra khàn khàn thanh âm để ken shimuzu nghe tuyệt không thoải mái yakushi kabuto gật đầu không chút do dự nào trả lời phải orochimaru đại nhân nói xong hắn liền xoay người rời đi có lẽ là ken shimuzu ảo giác hắn bắt được Yakushi Kabuto tại chuyển thân thời điểm, cư nhiên hướng hắn ý vị thâm trường cười cười, bất quá cái này mỉm cười, cũng là có điểm nhìn có chút hả hệ ý tứ. Ở Yakushi Kabuto đi rồi, Orochimaru không có dư thừa lời nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Người đi theo ta, nói xong, xoay người đi vào trong cửa lớn không gian. Ken Shimuzu đương nhiên không dám vi phạm Orochimaru ý nguyện, bởi vì hắn tự biết mình, giờ này khắc này, e rằng hắn ở Orochimaru xem ra, giống như là một ngón tay là có thể nghiền ép chết con kiến. Căn bản không hề hoàn thủ năng lực, đi theo Orochimaru phía sau, đi vào đại môn trong vòng nhất thời ken shimuzu cảm giác được tia sáng so với trong hành lang sáng hơn chút hơn nữa trong cửa lớn không gian nhưng so với hắn tưởng tượng bên trong lớn đây là một gian phi thường rộng rãi phòng thí nghiệm còn như nó rộng rãi trình độ giống như là địa cầu nhà xưởng giống nhau hoàn toàn không cảm giác không gian ràng buộc thực nghiệm bên trong trần liệt rất nhiều hi kỳ cổ quái đạo cụ còn có một chút trưng bày ở góc bên trong giá sách cùng vật chứa Ken shimuzu đi theo orochimaru phía sau tò mò nhìn bên trong phòng thí nghiệm mỗi một dạng đồ đạc khi ánh mắt của hắn đến đến những cái này cơ hồ là trong suốt trạng thái vật chứa lúc đầu óc ông một tiếng sắc mặt trở nên hết sức khó coi bởi vì trong thùng gì đó để Ken shimuzu có chút không tiếp thụ được lại là từng cổ một phơi bầy thân thể có nam nhân có nữ nhân thậm chí còn có một ít lồng ngực bị giải phẫu mở mất đi nội tạng Ken Shimuzu nhìn đến đây, một cỗ mãnh liệt ác tâm cảm giác sông lên đầu tiếp lấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, dường như lúc nào cũng có thể nhổ ra giống nhau, để Ken Shimuzu biểu tình. Thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo, gắt gao đè xuống tự mình nghĩ nôn đi ra cảm thụ, Ken Shimuzu nhìn về phía trước Orochimaru thân ảnh, bất chi bất giác thêm mấy phần chán ghét cùng kiêng kỵ đi tới một cái cùng loại giường đài thí nghiệm trước orochimaru dừng bước mặt không thay đổi đối với ken shimuzu nói ra nằm trên đó ken shimuzu vừa nghĩ tới lúc trước ở trong thùng thấy cảnh tượng cũng có chút sợ hãi hắn có thể không phải hy vọng chính mình biến thành cái dáng vẻ kia thịt người tiêu bản thế nhưng ken shimuzu tuy là sợ hãi lại không thể không ngoan ngoãn nằm trên bàn thí nghiệm bởi vì hắn biết chính mình có chút lưỡng lự sẽ đưa tới tên biến thái này nam nhân bất mãn ngã vào lạnh như băng trên bàn thí nghiệm loại này cảm giác trống rỗng để ken shimuzu cảm giác được mặc dù quen thuộc vừa xa lạ nhìn phòng thí nghiệm phía trên cái kia khó bề phân biệt ngọn đèn ken shimuzu có chút phiền muộn hắn không hề nghĩ rằng chính hắn một xuyên việt giả dĩ nhiên là như vậy uất ức hoàn toàn là mặc người chém giết cừu con cảm giác này cực kỳ vô lực cực kỳ bàng hoàng để hắn đối với con đường tương lai tràn ngập mê man Orochimaru nhìn trên bàn thí nghiệm lẳng lặng nằm ở đó bên trong Ken Shimuzu, không có bất kỳ hành động mà là dùng cặp kia xà một dạng đồng, ngưng mắt nhìn Ken Shimuzu hai tròng mắt. Ta thích ánh mắt của ngươi, thống hận ánh mắt của mình. Orochimaru lạnh lùng cười nói, đang khi nói chuyện, một cái tinh hồng đầu lưỡi, dường như độc xà tim giống nhau, liếm cùng với chính mình khóe miệng. Điều này làm cho Orochimaru cả người thoạt nhìn giống như là một cái khoác da người yêu quái giống nhau, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Ken Shimuzu không có biểu đạt cái gì, hắn chỉ là âm thầm ở trong lòng quyết định nhất kiện sự tình, đó chính là nếu như hắn có thể rất hoàn hảo không hao tổn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải trở thành cái thế giới đứng đầu nhất cường giả chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là hắn xuyên Việt đến cái này thế giới, duy nhất một cái lối ra. Bắt đầu rồi, ta cam đoan, tướng này là một lần khoái trá từng trải. Orochimaru cái kia âm trầm thanh âm quanh quẩn ở Ken Shimuzu bên tai, Ken Shimuzu vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Orochimaru hai tay của chuyển đến trước ngực, chỉ ở nháy mắt trong nháy mắt, hai tay giao thoa, tiếp cận mơ hồ tốc độ, hoàn thành liên tiếp hoa cả mắt kết ấn. Phốc, Orochimaru hai tay đưa ra, hai tay ngón trỏ đối lập nhau hình thành hình tam giác, chưa ấn, rơi vào Ken Shimuzu nơi cổ, cái bộ vị này cũng là chú ấn trồng vào đầu nguồn chỉ thấy một cỗ hắc sắc còn như xương khói vậy mắt trần có thể thấy chakra phẳng phất run một dạng trong phút chốc bùn đất vào biển chui vào ken simuzu trong thân thể a à, nguyên bản an an phận phận nằm trên bàn thí nghiệm ken simuzu đột nhiên phẳng phất nổi điên một dạng trợn tròn con mắt cả người ngồi dậy Orochimaru chứng kiến Ken Shimuzu phản ánh, không sợ hãi chút nào, mà là hai tay lần nữa kết ấn, thi triển một cái thủy lao thuật đem Ken Shimuzu cả người chụp vào trong. Chỉ thấy, lồng nước trong xuyên thấu qua lân lân ba quang, có thể thấy rõ ràng Ken Shimuzu cổ, huyết quản nộ trướng, từng cái màu đen dường như nê thu một dạng văn lộ bắt đầu lan tràn. Cùng hắn trên mặt văn lộ liên thành một mảnh sách mới, cầu phiếu đề cử cùng cất dấu. Hokage Chima Vương Tiến Hóa Luận Yêu Nhiêu Huyết Hoa Trái Tim Của Cường Giả. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Giờ này khắc này, Ken Shimuzu cảm giác được thân thể của chính mình dường như bị mấy ngàn con, mấy vạn con độc trùng nhìn trong chọc cắn một dạng, đó là một loại sống không bằng chết. Đau đến hắn liền hôn mê quyền lợi cũng không cho thống khổ loại thống khổ này dưới sự kích thích Ken Shimuzu nghỉ tư cuối cùng bên trong gầm to, liều mạng dùng quả đấm oanh kích lấy đem chính mình giam ở trong đó lồng nước. Nỗ lực dùng phương thức này để phát tiết cái loại này để hắn ngay cả hô hấp đều cảm giác khổ sở thống khổ. Orochimaru mắt không chớp quan sát đến lồng nước bên trong tình cảnh, hắn trên mặt không có một chút xíu tâm tình chập chờn, dường như hắn chính là một cái không có cảm tình động vật căn bản không biết cái gì gọi là đồng tình, cái gì gọi là tàn nhẫn. ầm ầm ầm, lồng nước bên trong, không ngừng truyền đến Ken Shimuzu hai tay của nện ở thủy bích bên trên phát ra thanh âm. Giờ này khắc này, Ken Shimuzu trên mặt những văn lộ kia, đã chiếm cứ toàn thân cao thấp, thì dường như dã thú miếng vảy giống nhau, để hắn thoạt nhìn tràn đầy dư tợn khí tức. Ken Shimuzu hai mắt hiện đầy tơ máu, từ trong cổ họng phát ra trận trận gầm rú, cả người bị đau đớn kịch liệt khó khăn tha, lâm vào tiếp cận hỏng mất trong trạng thái. Orochimaru nhìn lồng nước bên trong bạo ngược Ken Shimuzu, đầu lưỡi liếm khô khốc khóe miệng, phảng phất một cái xem náo nhiệt khán giả vậy, chẳng quan tâm. Đúng lúc này, Ken Shimuzu trên người chú ấn dường như xảy ra biến hóa mới, nguyên bản đầy trên người hắn từng cái bộ vị hắc sắc văn lộ, cư nhiên lúc sáng lúc tối, lóe lên. A rốt cuộc tiến nhập tránh để sao, Orochimaru nhìn lồng nước bên trong dần dần phát sinh biến hóa Ken Shimuzu, ánh mắt chớp động, có chút ít hài hước nói rằng. Ken Shimuzu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lỗ chân lông thì dường như bị ngăn giống nhau, đó là một loại sẽ hô hấp đau nhức. A, à, Ken Shimuzu hét lớn một tiếng, kèm theo cái kia khàn cả giọng tiếng hô, màu đen kia văn lộ, dĩ nhiên chỉ ở cái này sát na biến hóa thành chói mắt tiên hồng sắc hử. Orochimaru khẽ ổ lên một tiếng, nâu trong hai tròng mắt đồng tử hơi phóng đại, dường như gặp được phi thường cảnh tượng khó tin chỉ thấy, nguyên bản gắn vào Ken Shimuzu chung quanh thân thể dòng sông đột nhiên cấp tốc tán loạn, phẳng phất bị nào đó kích thích một dạng, trở nên vặn vẹo, bành trướng. Thình thịch, một tiếng, chỉ thấy bền chắc không thể gầy lồng nước, ở trong khoảnh khắc rời ra phá nát. Hóa thành vô số hạt bọt nước tán lạc tại trong không khí, cuối cùng dường như bị nào đó cổ lực lượng kỳ dị hấp dẫn một dạng, dồn dập tuôn hướng Ken Shimuzu thân thể, nhấp nhoáng một mảnh hồng quang biến mất vô ảnh vô tung. Dường như đạt được này cổ ngoại lai lực lượng làm dịu Ken Shimuzu cái kia nguyên bản bị đau đớn kịch liệt dày vò có chút tinh thần uể oải một cái tử khôi phục không ít. Dường như ăn cái gì chữa trị thuốc tốt giống nhau. Orochimaru kinh ngạc nhìn Ken Shimuzu, trong ánh mắt sẵn rộng lóe lên, dường như biết mình muốn biết thứ gì đó, khẽ gật đầu, lẩm bẩm Quả nhiên là lục đạo tiên nhân thôn thiên ấn. Ken Shimuzu trên người hồng sắc văn lộ bắt đầu dần dần phai màu, thân thể hắn bắt đầu lung la lung lay, phẳng phất uống rượu say hán tử say giống nhau, cả người bắt đầu mất đi chống đỡ. Thân thể không bị khống chế hướng địa mặt ngã xuống. Tại hắn té xỉu trước một giây, Ken Shimuzu trong sương mù nghe Orochimaru nói đến thôn thiên ấn, ba chữ tiếp lấy liền mất đi ý thức nhìn té xỉu trên đất trên mặt ken shimuzu orochimaru trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ sát ý cái kia tinh hồng đầu lưỡi liếm liếm hơi vài phần màu tím môi trực tiếp hướng ken shimuzu chạy đi đâu tới orochimaru thân thể khom xuống để sát vào dưới chân nằm ken shimuzu cặp kia màu nâu đậm con ngươi hơi nheo lại đầu lưỡi từ trong miệng phun ra ở ken shimuzu trên trán liếm liếm giống như là độc xà ở kiếm ăn trước, trước thử nếm một cái mùi của thức ăn giống nhau. Một đoàn nóng bỏng hỏa cầu đột nhiên thiêu đốt ở Orochimaru bàn tay bên trong, Orochimaru âm lãnh nhìn thoáng qua trên mặt đất không nhúc nhích Ken Shimuzu, cũng là động sát cơ. Đang ở Orochimaru trong tay hỏa cầu lập tức rơi vào Ken Shimuzu trên ngực lúc, hắn đột nhiên dừng tay lại, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm tiêu tán trong không khí tuyệt vời như vậy thân thể, tự hồ có hơi lãng phí, Orochimaru nhìn Ken Shimuzu thân thể, trong mắt lãnh quang như có thực chất, thấp giọng trầm ngâm một câu. Orochimaru vừa nghĩ tới trước mắt nằm trước mặt mình thiếu niên, dĩ nhiên là đã biết sao nhiều năm qua, duy nhất một cái thành công tiến hóa thành vì thôn thiên ấn vật thí nghiệm. Liền bỏ đi giết hắn ý niệm trong đầu tuy là orochimaru ở sâu trong nội tâm có chút kiêng kỵ thôn thiên ấn thành thục thân thể thế nhưng hắn không phải không thừa nhận trước mắt thân thể này với hắn mà nói có cám dỗ chí mạng liên quan tới thôn thiên ấn sự tình orochimaru tin tưởng cái này trên thế giới trừ hắn ra rất khó tìm người thứ hai biết bí mật này bởi vì nó chỉ là một truyền thuyết trong bóng tối vô tận, Ken Shimuzu mờ mịt nhìn bốn phía đen như mực thế giới, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều cảm giác không đến, có thể thấy chỉ có thân thể của chính mình. Có thể cảm giác được chỉ có mình còn sống. Đây là cái gì địa phương, Ken Shimuzu kinh ngạc phát hiện, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, tựa hồ cũng là nhất thành bất biến hắc ám ở nơi này hắc ám trong thế giới, đảm nhiệm Ken Shimuzu như thế nào đi kêu, như thế nào đi gọi, cũng không có nhân lý hắn. Loại cảm giác này giống như là một người bình thường đột nhiên biến thành một người câm giống nhau. Tịch mịch, bàng hoàng. Từng cái để hắn cảm giác được vô lực tâm tình tiêu cực dường như nước suối một dạng phún ra ngoài, Ken Shimuzu trong lòng trong lúc nhất thời hỗn loạn như ma không biết bao lâu trôi qua ken shimuzu cảm xúc đã hoàn toàn chết lặng đối mặt trước mắt cái này bóng tối vô biên hắn thúc thủ vô sách hắn hiện tại duy nhất có thể làm cho chính mình giải quyết tịch mịch phương thức cũng chỉ có không có hạn độ ảo tưởng hắn ảo tưởng rất nhiều thứ hắn nhớ trở lại địa cầu sau đó có rất nhiều rất nhiều tiền sau đó mua xe thể thao mua phòng ốc qua dầu có sinh hoạt hắn còn huyễn tưởng quá chính mình xuyên việt không phải hokage thế giới mà là một cái so sánh hòa bình manga thế giới không giống hokage thế giới liền sinh tồn đều muốn vắt hết óc đi tính kế thực sự mệt chết đi cũng không muốn tượng bên trong tốt đẹp như vậy ken shimuzu đột nhiên nghĩ tới chính mình tựa hồ đang đi tới nơi này cái hắc ám thế giới phía trước quyết định cái gì là cái gì đúng trở nên mạnh mẽ Trở thành một cường giả đứng đầu không sai ken shimuzu trong xương cốt tồn tại một loại vạn vẹo quật cường loại này quật cường để hắn ở địa cầu thời điểm liền tranh cường háo thắng bởi vì hắn thủy chung tin tưởng mình và người khác giống nhau có tay có chân cho nên tuyệt không cho phép người khác kém trở thành cái kia dùng để xông ra người trên người người hạ đẳng đúng Ken Shimuzu tự nói với mình, hắn chưa từng có chịu thua quá, cho dù là xuyên việt đến rồi một cái khác thế giới, thân thể hắn thay đổi, thế nhưng cái kia khỏa tràn đầy lòng tranh cường háo thắng nhưng không có biến hóa chút nào. Đang ở Ken Shimuzu vẻ này trở nên mạnh mẽ xung động lần nữa thăng cấp thời điểm, đột nhiên cảm giác được chỗ ở mình hắc ám thế giới một hồi bất an lay động. Tiếp lấy liền hắn đều có chút đứng không vững. Đã từng huy hoàng là mọi người sáng tạo, hy vọng mọi người có thể đem đề cử cùng cất dấu hiến cho cần ta. Quyển sách này sáng tạo sẽ không tăng thêm một ít quỷ thần các loại đồ đạc, cho dù kế tiếp nội dung có chút khoa trương, cũng là hoàn toàn cùng Hokage thế giới nối đường dây đấy. Cho nên, quyển sách này là một bản tương đối là đơn thuần đồng nhân, mà không phải huyền huyễn hay hoặc là tu chân, sẽ không lộng một ít giả dối không có thật gì đó đi vào. Cho dù đồng nhân là lần thứ hai sáng tạo, ta cũng sẽ có để ý có theo ở phía sau văn trình bày minh bạch, sẽ không biên quá bất hợp lý, làm cho cả nội dung sen kẽ đứng lên. Sặc sỡ huyết hoa vẫn kiên trì phong cách chính là, huyết tinh, bạo lực, biến thái, đọc như vậy đứng lên rất sảng khoái. Còn nữ chủ phương diện, ta ghét nhất cái loại này đầu hoài tống bão, rất chán ghét, ha ha.